Minna san konnichiwa, Cosmos no Dung desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn học ngữ pháp N3, video số 19. Ở video số 19 này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mẫu câu số 61, 63. 61, 63 đó là những mẫu câu gì nhỉ? Liên quan đến hodo. Và hodo này thì chúng ta chia thành 3 mẫu câu nhỏ: hodo, ba hodo và hodo riêng. Ở video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu liên quan đến mẫu câu hodo. Mẫu câu hodo này thì có 5 ý nghĩa. Thứ nhất là hodo mang nghĩa là khoảng chừng bao nhiêu đó, và nó tương ứng với kurai mà chúng ta đã học. Thứ hai đó là đến mức là hoặc tới mức như là. Thứ ba là không có cái gì mà hơn được cái đó cả, nghĩa là cái đó là số 1 rồi, là nhất rồi. Và nghĩa thứ tư đó là càng, nghĩa thứ năm lại là càng. Thì càng này các bạn có thể quen không? Đó chính là trong kiến thức của Minna no Nihongo. Các bạn có nhớ không ạ? Benkyou sureba benkyou suru hodo Nihongo ga jōzu desu. Đó, thì càng học thì càng giỏi, càng ăn thì càng béo, càng nói nhiều thì mồm nó sẽ càng đau, càng dài, càng rộng ra. Đó thì càng. Và mẫu càng này chúng ta đã học ở phần Minna. Thì hôm nay một lần nữa chúng ta cũng sẽ phục hồi lại ở phần này. Đó là mẫu số 4. Còn đó là ý nghĩa số 4. Còn ý nghĩa số 5 đó là càng như là dạng rút gọn của mẫu số 4. Mẫu câu hodo này ở phần 61, 62, 63 thì chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt các ý nghĩa này. Ý nghĩa số 1, 2 và 3 thì là thuộc về phần 61. Ý nghĩa càng, 62 và càng rút gọn của càng là 63. Rồi chúng ta cùng nhau lần lượt tìm hiểu từng mẫu câu một nhé. Trước hết đó là mẫu câu số 61, hodo, với nghĩa là khoảng, đến mức hoặc là như, không có cái chuyện đó, hoặc là như thế nào đó thì không có cái nào khác cả mà như vậy. Thì cách chia ở đây đó là đằng trước sẽ là danh từ hoặc động từ ở dạng mệnh đề định ngữ. Dạng động mệnh đề định ngữ đó là dạng mà có thể bổ nghĩa cho một danh từ. Ví dụ như ikimasu thì chuyển thành iku, ikimasen chuyển thành ikanai, ikimasen deshita thành ikanakatta. Tương tự như vậy thì đều được gọi là mệnh đề định ngữ. Nhớ nhất đằng trước hodo đó là danh từ cộng với hoặc là động từ dạng mệnh đề định ngữ. Hodo ở đây có nghĩa là khoảng, là nghĩa thứ nhất. Thứ hai là đến mức như thế nào đó hay như thế nào đó. Thứ ba đó là tương ứng như vật A này thì không có cái nào khác cả. Và chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt tìm hiểu. Thứ nhất, khoảng. Khoảng thì có ví dụ như sau. Mikan kurasai. Ikutsu desu ka? Yotsu hodo. À, cho tôi mikan, cho tôi cam một quýt đó đúng không ạ? Ikutsu desu ka? Khoảng bao nhiêu, mấy quả? Yotsu hodo. Khoảng 4 quả. Và như vậy, hodo ở đây được đặt đằng sau một số từ đúng không ạ? Yotsu hodo, khoảng 4 chiếc, 4 cái, 4 quả. Tiếp theo, この report は 2日間 hodo かかります. この report là cái báo cáo này thì nó かかります, nó mất khoảng, tốn khoảng là 2日間, mất khoảng là 2 ngày. Hodo ở đây được đặt sau khoảng về thời gian, nghĩa là khoảng. Như vậy, khoảng hodo này tương ứng nghĩa với kurai. Đằng trước sẽ là từ chỉ số lượng cộng với hodo như yotsu hay là mitsu. Đó. Và nó nhằm mục đích là chỉ mức áng chừng về mặt thời gian đúng không ạ? Futsukakan hodo này hay là số ngày, và không dùng cho những cái thời điểm chính xác, ví dụ ngày giờ chính xác. Bởi vì sao thời điểm chính xác và ngày giờ chính xác thì chúng ta dùng với goro, khoảng. Ví dụ sanji goro kite kudasai. Tiếng Việt thì khoảng của goro và hodo thì đều là khoảng, nhưng mà về khoảng một thời điểm, thời gian chính xác thì chúng ta dùng với goro. Còn chỉ mức áng chừng về một, ví dụ futsukakan, khoảng mấy ngày đó thì chúng ta dùng hodo. Và ở đây bạn sẽ thấy rằng hodo này tương ứng với kudai hoặc kudai nhé. Ví dụ cụ thể tiếp theo. Uchi kara gakko made 30分 hodo de ikeru. Ở đây bạn sẽ thấy thắc mắc là sau 30 phút, đấy cũng chính xác vậy, mà lại dùng hodo mà không dùng goro. Thì sẽ thấy rằng là goro chỉ thời điểm, ví dụ bây giờ là 8:30, còn đây là khoảng 30 phút, khoảng áng chừng khoảng thời gian nào đó, đúng không ạ? Thì từ nhà đến trường thì trong khoảng là 30 phút là có thể đi được. Ví dụ liên quan đến hodo như sau. Sono misen ni wa 10回 hodo ikimashita. Đến cái cửa hàng đó gì? Mình đã đi khoảng được 10 lần rồi. Sumimasen ga 30分 hodo omachi kudasai. Xin lỗi, hãy đợi tôi khoảng là 30 phút. Thì đó là những ví dụ tiêu biểu của hodo. Chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ lấy một ví dụ nhé. Nghĩa thứ hai của hodo ở đây có nghĩa là đến mức mà, tới mức là. Đến mức mà, tới mức là này thì tương ứng nghĩa với kurai. Kurai. Và nhằm mục đích là gì? Đưa ra một ví dụ trước hodo để giải thích cụ thể hơn nội dung phía sau.
Nói như thế thì hơi khó hiểu, nhưng chúng ta kiểu như này này. Chúng ta rất là đang mệt mỏi đúng không? Mệt mỏi đến mức như thế nào? Mệt mỏi đến mức mà chỉ có thể đã ngã gục luôn ấy, đến mức là đúng không? Tới mức là muốn ngã gục luôn. Đó chẳng hạn, thì khi ấy chúng ta dùng với hodo. Hay trong trường hợp sau, trường hợp mà cay, karai đúng không? Nhiều món ăn rất là karai đúng không? Sugup karai desu. Và karai như thế nào? Karai như thế nào thì chúng ta phải cụ thể hóa ra. Và để cụ thể hóa thì chúng ta dùng với hodo. Và đằng trước sẽ là kuchi kara hi ga deru hodo karai desu. Đúng không ạ? Cay đến mức mà như kiểu lửa nó được phun ra từ trong miệng ạ. Đó, từ miệng ra thì lúc đấy chúng ta dùng với hodo. Ví dụ cụ thể hơn nhé. Yoru mo nemurenai hodo nayanda. Tôi đang rất là nayam, đang rất là ưu tư, lo lắng, chăn trở. Vậy thì lo lắng như thế nào? Lo lắng đến mức là mà yoru mo nemurenai. Lo lắng đến mức mà đêm cũng không ngủ được. Hay là nhớ người yêu, nhớ đến mức mà đêm cũng không ngủ được, chỉ gọi nhắm mắt bỏ đấy. Đấy, ví dụ như vậy thì khi chúng ta dùng hodo để cụ thể hóa hơn cái nội dung về sau. Ví dụ tiếp theo nhé. Ano ie no futago wa uya de mo machigaeru hodo yoku niteru. Nghĩa là sao nhỉ? Ano ie no futago. Futago là hai quả trứng, nghĩa là song sinh. Song sinh thì hai anh em hay chị em sinh đôi nhà kia ấy, thì làm sao ạ? Thì niteru, yoku niteru, giống nhau kinh khủng, giống nhau đến mức mà đến bố mẹ cũng có thể bị nhầm. Oya de mo machigaeru. Đó, giống nhau lắm. Thì đó là liên quan dùng với hodo nhá. Câu số 3. Kino wa neko no te mo karitai hodo no isogashi sa datta. Kino thì rất là isogashi katta. Lý do bởi vì là rất nhiều việc, nào thì proposal này, rồi báo cáo này, rồi tiếp khách này, rồi soạn lịch cho tuần sau này, rất nhiều việc. Và khi ấy thì làm sao? Tôi bận lắm, bận tối mắt tối mũi đến mức mà tôi muốn mượn tay của con mèo, đến tay của con mèo mà tôi cũng muốn mượn. Đây là kango đúng không ạ? Quán ngữ đó là neko no te mo karitai. Nghĩa là đến bận tối mắt tối mũi đến tay của con mèo tôi cũng muốn mượn, lười như mèo mà tôi còn muốn mượn cả tay của con mèo, đúng không? Thì khi ấy chúng ta dùng với hodo. Kino wa kaze ga tsuyokute me o akete irarenai hodo datta. Hôm qua thì gió mạnh lắm, mạnh đến mức mà me o akete irarenai, mạnh đến mức mà mắt không thể mở ra được ấy. Đó, thì chúng ta cụ thể hơn cái việc cái gió mạnh như thế nào, mạnh đến mức mà me o akete irarenai hodo datta. Và chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập với mỗi câu hodo này nhé. Imamade no jinsei de naninani hodo atsuhi wa arimasen deshita. Imamade no jinsei là sống, cuộc sống của tôi cho đến lúc bây giờ, có nghĩa là từ thuở bé đến bây giờ đấy. Thì atsuhi wa arimasen deshita thì không có cái ngày nào nóng như là cái gì đó. Thì chúng ta phải điền vào. Câu số 2. Kino sore o tabemashita ga mina ga naninani hodo oishiku nakatta desu. Nghĩa là sao ạ? Ngày hôm qua thì tôi đã sore o tabemashita ga. Mặc dù ngày hôm qua tớ ăn rồi đấy, ăn cái đấy rồi. Thế nhưng mà nó oishiku nakatta. Nó không ngon như thế nào? Không ngon như mọi người ... Vậy thì không ngon như mọi người nói đúng không ạ? Và khi ấy chúng ta sẽ điền là và không ngon như mọi người làm sao? Không ngon như mọi người nói. Và khi ấy chúng ta sẽ điền là yu. Nói minaga yu hodo oishiku nakatta desu. Không ngon như mọi người nói, không ngon đến mức như thế đâu, đúng không ạ? Còn câu số 1 thì cho đến thời điểm bây giờ ấy, mà cuộc đời tôi đến sống đến bây giờ thì chưa có cái ngày nào mà nó nóng như hôm nay chẳng hạn, hay là như kiểu ngày xưa bị chẳng hạn. Đó thì chúng ta thay thế bằng một cái từ đại diện ở đây để điền vào từ thích hợp vào chỗ trống. Thì đó là liên quan đến hodo nhá. Với nghĩa thứ hai đó là đến mức là, và nghĩa thứ ba thì đó là không có cái gì hơn được. Không có ai mà có thể dễ thương như cô ấy được. Không có cái nào mà có thể tương ứng đẹp như cái đó được, hay là tuyệt vời như cái đó được. Thì cái ấy chúng ta dùng là không có cái gì đó hơn. Và đưa ra một ví dụ trước hodo để giải thích cụ thể hơn nội dung phía sau. Ví dụ như sau. Boku hodo tsuma wa aishite iru hito wa imasen. Nghĩa là sao ạ? Boku hodo là như boku, mà aishite iru hito thì không có ai. Không có ai như anh, không có ai mà yêu vợ như anh đâu, đúng không ạ? Thì anh thì cái gì anh cũng làm, đúng không? Thể hiện rằng là rất là tsuma wa aishite iru. Aishite iru hito wa imasen. Đúng không ạ? Boku hodo. Kare hodo kirai na hito wa ina. Đúng không ạ? Kare là anh ấy. Kare hodo như anh ấy thì kirai na hito wa ina. Không có ai mà mình ghét như anh ấy cả. Ghét lắm ấy. Đó, đúng không ạ? Thì không có ai như vậy cả. Thì người đó là số 1 rồi.
anh ấy là ghét nhất rồi. Ví dụ cụ thể tiếp theo nhé, 彼女ほど優しい人はいない。Thì như cô ấy thì không có 優しい人nào cả, không có ai hiền như cô ấy cả. これほど面白い本は今まで読んだことがない。読んだことがない nghĩa là chưa bao giờ từng đọc. Cho đến bây giờ thì chưa đọc, chưa đọc cái gì ạ? Cái đây là cái quyển sách mà có nghĩa là cái gì nhỉ? Tôi chưa từng đọc cái quyển sách nào mà lại thú vị, omoshiroi như cái quyển sách này cả. Đó đúng không ạ? Có nghĩa là cuốn sách này là thú vị nhất rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập thêm với hodo này nhé. Các bạn hãy dịch hai câu sau. Câu số 1. Hanoi hodo yachin ga takai tokoro wa nai. Thứ hai, kore hodo oishii mono wa hoka no arimasen. Hanoi hodo yachin ga takai tokoro wa nai nghĩa là gì nhỉ? Tokoro là nơi nào đó đúng không ạ? Takai tokoro, yachin ga takai tokoro là nhà, thuê nhà rất là đắt. Thì không có cái nơi nào mà thuê nhà lại đắt như Hà Nội cả. Thì Hà Nội đã đắt nhất rồi. Bởi vì sao lại đắt nhất? Tiền có thể so với Mỹ, Nhật thì không đắt, nhưng mà so với cái giá trị sử dụng trên cái đồng tiền và trên mét vuông đấy thì là đắt. Thứ hai, kore hodo oishii mono wa hoka no arimasen. Kore hodo như cái này thì oishii mono wa hoka no arimasen. Thì nghĩa là không có cái gì ngon, không có cái gì mà ngon như cái này cả. Đúng không ạ? Kore hodo oishii mono wa hoka no arimasen. Không có cái nào khác mà ngon như cái này cả. Cái này là số 1 rồi. Thì đó là liên quan đến hodo, mỗi câu hodo. Và như vậy chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu với mẫu câu số 61 hodo với ba nghĩa: khoảng, đến mức là, tới mức như là, đúng không ạ? Hoặc là nghĩa là như cái gì đó thì không có cái nào khác cả. Thì đó là ba nghĩa của mẫu câu hodo số 1, 61. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mẫu câu tiếp theo, mẫu câu số 62. Nani nani ba, nani nani hodo, càng càng cái gì đó. Đó là thể hiện cái mức là càng càng đó. Càng xinh thì càng thích, đúng không? Càng nhiều tiền thì càng vui, hay là càng học giỏi thì anh lại càng thích em hơn. Đấy, ví dụ như vậy thì nghĩa là càng càng. Vậy càng càng cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và phân tích nhé. Càng càng ở đây thì là ba và hô đổ. Ba là vế đằng trước và chúng ta sẽ chia tất cả phần đằng trước sang thể ba, và đằng sau thì để nguyên cộng với hô đổ. Trước hết là danh từ hay tính từ đuôi na. Danh từ và tính từ đuôi na thì chúng ta bỏ na đi cộng với de areba aru hodo. Trước hết đối với danh từ và tính từ đuôi na là chúng ta sẽ bỏ na đi cộng với de areba aru hodo. De areba aru hodo. Còn đối với tính từ đuôi y thì bỏ y chuyển thành kereba, tính từ y hodo. Động từ thì là chuyển sang thể ba cộng với verb hodo. Cụ thể như sau nhé. Ví dụ như tính từ đuôi na. Tính từ đuôi na thì có phải là đề sự không ạ? Thể bình thường của nó là ví dụ genki thì là genki desu. Nhưng mà chuyển sang thể ba thì phải là genki de areba và genki hodo. Vế đằng trước hodo thì thường là để dạng thông thường. Còn đằng trước ba thì là chia ra dạng để kết hợp được với ba. Genki thì thành genki de areba, genki hodo. Kawaii tính từ đuôi y thì chuyển thành kawaii bỏ y cộng với kereba. Kawaii kereba, kawaii hodo. Cái đầu tiên thì bỏ y, cái sau thì có đủ bởi vì sau là thể thông thường. Ikeba iku hodo. Kimasu thì chuyển thành kureba kuru hodo. Oki thì chuyển thành okikereba oki hodo. Càng to thì càng làm sao đó. Shimasu thì chuyển thành sureba suru hodo. Càng làm thì càng sao đó. Hay là học benkyo shimasu thì chuyển thành benkyo sureba benkyo suru hodo. Hansamu thì chuyển thành hansamu deareba aru hodo. Sử dụng cái phương pháp mà lặp đi lặp lại như thế này là người ta nhằm mục đích đó là để nhấn mạnh cái sự việc biến chuyển cùng chiều. Đa số là biến chuyển cùng chiều. Thi thoảng có cái trường hợp nó đem lại cái kết quả ngược theo ý muốn thôi. Còn đa số là nhấn mạnh cùng chiều. Càng xinh thì càng thích, càng khỏe thì càng vui, đúng không? Càng dễ thương thì càng được nhiều người yêu mến. Đó, ví dụ như vậy. Thì ví dụ cụ thể hơn nhé, thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua câu sau. Hard disk, hard disk đó là hard disk, đó là đĩa cứng. Hard disk no yoryo đó là cái dung lượng của đĩa cứng thì okikereba okihodo ii desu. Thì càng lớn thì càng tốt. Cái dung lượng mà có thể lưu giữ thông tin của cái đĩa cứng ấy càng nhiều thì càng tốt. Câu tiếp theo nhá. Okane ga areba aru hodo anshin desu.
Tiền thì có càng nhiều thì càng an xin, càng an tâm, đúng không ạ? Bạn phải có nhiều tiền thì chúng ta mới có thể vui trong cuộc sống này, rồi trong mua nhà, mua xe, mua tô, linh tinh, đúng không ạ? Thì chúng ta mới có thể an xin this. Thì đó là một trong những quan điểm sống thôi. Còn chưa chắc nhiều tiền đã là an xin đâu. Nhiều tiền nhiều khi mình lại phải lo nghĩ xem để đâu, đúng không ạ? Lo trộm cắp các thứ thì nhiều khi cũng không an xin được tí nào. Okane ga areba aru hodo anshin desu. Và ví dụ cụ thể hơn nhé, về ba và hodo như sau. 外国語は誰でも練習すれば練習するほど上手になる. Ngoại ngữ ấy thì với ai cũng thế thôi. 誰でも thì cũng giống nhau. Đó là càng luyện tập thì sẽ càng 上手, càng giỏi. Câu số 2. 将来のことを考えれば考えるほど不安になる. Thì những cái câu chuyện của tương lai ấy, thì càng suy nghĩ 考えれば考えるほど thì 不安になる, thì càng trở nên cảm thấy là bất an. Càng nghĩ thì càng thấy bất an, không biết mình sẽ như thế nào đây, làm ở đâu, lấy chồng như thế nào, đúng không? Thì rất là bất an. Câu số 3 nhé. 見れば見るほど素晴らしい絵だ. Bức tranh này rất đẹp. Và 見れば見るほど thì lại thấy 素晴らしい. Càng ngắm thì càng thấy bức tranh thật tuyệt. Câu số 4. 夢は大きければ大きいほど良い. 夢 là giấc mơ. Giấc mơ thì càng lớn càng to thì càng tốt. Giấc mơ nó phải lớn thì chúng ta mới có đạt được mục đích lớn. Mà kể cả nhiều khi bạn có giấc mơ lớn mà không được cái mục đích, mục tiêu, cái kết quả bạn đem được thì là không được toàn bộ những cái giấc mơ, thì được 90% cái giấc mơ thì là cũng đã tốt rồi, đúng không ạ? Ví dụ như khi mà bạn đặt mục tiêu là thi năng lực tiếng Nhật đó, thì đặt luôn là 160, 180 điểm đi, thì khi mà chúng ta làm thì kiểu gì thì chúng ta kém thì cũng chúng ta được 110, 120 thì vẫn đỗ, đúng không ạ? Thì đó là cách mà chúng ta có một cái oki, khi để bảo oki hodo rồi. Câu số 5. 子供は元気 để あればあるほど あるほど 気がも増える. Thì lũ trẻ con ấy, nó càng khỏe thì nó lại càng khi gặp một phê được. Nó càng khỏe thì nó càng nghịch nhiều. Nó càng nghịch, càng hiếu động thì nó lại càng bị dễ bị thương, là vì sứt chân, sứt tay, đúng không ạ? Đó là chuyện bình thường. 子供は元気であればあるほど怪我も増える. Câu số 6 nhé. 返事はいつまでにすればいいですか? 早ければ早いほどいいです. Thì đây là trong văn nói thì chúng ta có thể lược bỏ cái phế ければ đi. Nghĩa là sao ạ? Henji trả lời thì khi nào thì là ok đây, khi nào thì được đây, lúc nào thì tôi phải trả lời ạ, đúng không ạ? Thì hayakereba hayai hodo, thường thường là như vậy, nhưng chỉ cần hayai hodo ii desu, càng sớm thì càng tốt. Thì đó là cái cách nói ngắn rút gọn của cái ba hodo này, đó là bỏ cái vế ba này đi. Và chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập bằng cách là có một số câu như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ điền vào chỗ trống thích hợp nhé. Các bạn hãy cùng làm nào. Câu số 1. 日本は何々ば何々ほど楽しくなる. Nhật thì càng cái gì đó thì càng thấy vui. Câu số 2. あの人ばほど悲しくなる. Người đó thì càng làm gì người đó thì càng thấy buồn. 漢字は何々ばほど新聞が読みやすくなる. Kanji thì thế nào đó thì chúng ta sẽ thấy đọc dễ hơn. Ba hodo yumeni chikazukemasu, càng làm gì đó thì càng gần đến giấc mơ. Có nghĩa là giấc mơ càng được gần được thực hiện thì giấc mơ lại càng thành hiện thực, đúng không ạ? Donna ye ni sumitai desu ka? Bạn muốn sống trong ngôi nhà như thế nào? So desu ne, nani nani ba hodo ii desu ne. Nghĩa là nó càng thế nào đó thì tôi càng thích. Vậy thì theo các bạn sẽ điền từ gì vào trong này? Số 1 nhé. Đối với Nhật Bản thì bạn càng đến hay càng nói chuyện, càng tiếp xúc nhiều với về Nhật Bản thì bạn càng thấy thích, thấy vui. Nihon wa shireba shiru hodo tanoshiku naru. Nhật Bản thì chúng ta càng hiểu biết thêm nhiều thì chúng ta càng cảm thấy là vui. Ano hito suki ni nareba naru hodo kanashiku naru. Càng yêu, càng thích người đó thì tôi càng trở nên buồn. Hay câu số 3, thì với kanji thì chúng ta phải làm gì để đọc được báo dễ hơn? Đó là càng nhớ được nhiều kanji, càng học được nhiều kanji. Thì kanji wa oboereba oboeru hodo shinbun ga yomiyasuku naru. Câu số 4, làm thế nào để chúng ta đạt gần với giấc mơ hơn? Chúng ta phải cố gắng. Càng cố gắng thì giấc mơ càng thì càng gần đến với giấc mơ hơn. Ganbareba ganbaru hodo yume ni chikazukemasu. Câu số 5, donna ie ni sumitai desu ka? So desu ne. Hirokereba hiroi hodo ii desu ne. Bạn muốn sống vào trong ngôi nhà như thế nào? Nhà thì càng rộng càng tốt, đúng không ạ? Càng rộng thì càng thích, đương nhiên rồi. Và đó là phần luyện tập liên quan đến mẫu câu ba hodo, mẫu số 2, càng. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mẫu câu cuối cùng của ngày hôm nay. Hodo, nhưng mang nghĩa là hơn, càng hoặc là theo.
hồ đồ không thôi nhé. Cụ thể thì nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ví dụ như sau. Chúng ta có ví dụ như sau. 仕事ができる人ほど時間使いが上手だ. Người mà càng làm được việc tốt ý, thì cái việc mà sử dụng thời gian là càng giỏi, đúng không ạ? Càng những cái người mà làm việc tốt thì giờ sử dụng thời gian càng giỏi, điều đó là đương nhiên. Họ biết tận dụng, họ biết lập kế hoạch, đúng không ạ? Thì đó là hồ đồ. Tiếp theo nhé, 成功する人ほど計画立てが上手だ. Người mà càng thành công ấy thì lập kế hoạch lại càng giỏi. 計画立て đó là việc mà lập kế hoạch. Còn 成功する人ほど đó là người mà thành công. Càng thành công thì càng lập kế hoạch giỏi. Và như vậy chúng ta thấy rằng danh từ sẽ được cộng đằng trước với hồ đồ và một vế đằng sau là A. Thì N này nó càng lên cao ấy, thì A này nó cũng càng cao. Như ban nãy chúng ta thấy rằng là càng thành công thì lập kế hoạch càng, kỹ năng lập kế hoạch càng tốt. Người mà làm công việc tốt, shikoto dekiru hito ấy, thì lại làm sao ạ? Càng làm được nhiều việc thì chứng tỏ rằng là họ biết sử dụng thời gian rất là tốt. Và đây thể hiện rằng là đây là một tỷ lệ thuận nhé, tỷ lệ thuận. Ngoài ra thì ngoài cái danh từ ra thì bạn có thể kết hợp với tính từ đuôi y, tính từ đuôi na hay động từ verb do nữa. Nhưng mà ở đây trong phần mẫu số 3 này thì chưa đề cập đến, trong kiến thức N3 thì chưa đề cập đến. Nên mình chỉ để đưa ra hai ví dụ như sau thôi. Ví dụ, 年を取るほど体が弱くなる. Nghĩa là càng có tuổi rồi ấy, thì cơ thể nó càng yếu đi. Hay 家が広いほど家賃が高くなる. Nhà mà lại càng rộng thì giá tiền nhà càng cao. Thay vì mẫu câu trước là càng phải là hirokereba hiroi hodo, đúng không? Bây giờ chỉ cần hiroi hodo thôi thì đó đã thể hiện sự tỷ lệ thuận rồi. Thì đó là phần mở, đó, đây là phần hai ví dụ mở rộng ra của mẫu số 3 thôi. Chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào kiến thức N3, đó là danh từ cộng với hodo. N càng cao thì A cũng càng cao. Ví dụ, majime ni ganbaru hito hodo stressu o kakae komi yasui. Kakae komu đó là động từ nghĩa là đè nặng cái gì đó hay là bị đang ôm hay là đang bị chịu đựng một cái gì đó. Còn kakae komiyasu đó là dễ bị đè nặng, dễ bị chịu cái ảnh hưởng gì đó. Ở đây là majime là chăm chỉ. Majime ni ganbaru hito nghĩa là người mà cố gắng chăm chỉ ấy, người mà càng cố gắng chăm chỉ thì lại càng dễ bị stress, đúng không? Bị stress bao vây, bị stress đè nặng. Câu số 2, 一般的に若い患者ほど病気の進行も早い. Nhìn chung ấy, 一般的に về thông thường cơ bản thì 若い患者 đó là những cái bệnh nhân trẻ, thì càng trẻ, bệnh nhân càng trẻ thì tiến cái tốc độ, cái mức mà phát triển nhanh của bệnh tật ấy thì nó càng tiến triển mạnh hơn. Nhìn chung thì bệnh tình thì thường tiến triển nhanh hơn ở các bệnh nhân trẻ. Và đó là mẫu số 2. Và đó là ví dụ số 2 liên quan đến hồ đồ này. Chúng ta có thể tìm hiểu tiếp thêm một ví dụ nữa nhé. Đó là sakana wa shinsen na mono hodo oishi. Về cá, cá thì phải tươi rồi, phải càng tươi thì càng ngon. Shinsen nó là sự tươi mới, đúng không ạ? Càng ngon, tươi nhiều thì ngon hơn. Và như vậy chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu mẫu câu số 63 hồ đồ. Danh từ cộng với hồ đồ cộng với A. N càng cao thì A cũng càng cao lên. Thì đó là mẫu câu số 63, hơn, càng và theo một tỷ lệ thuận nhé. Như vậy là hôm nay chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu mẫu câu hodo rồi đấy. Mẫu câu hodo này thì chúng ta học tìm hiểu ở phần 61, 62 và 3 với 5 ý nghĩa chính. Chúng ta cùng nhau nhắc lại nào. Ý nghĩa đầu tiên là khoảng. Thứ hai là đến mức là, tới mức là. Nghĩa thứ ba là không có cái gì hơn. Cái đó là nhất rồi. Ý nghĩa số 4 nó là càng và ý nghĩa số 5 là càng dạng rút ngọn. Rút gọn của mẫu số 4. Và các bạn đừng quên làm thêm bài tập trong sách giáo khoa Mimi Karaoberu để chúng ta có thể ghi nhớ tốt hơn ba mẫu câu này và ghi ra giấy ba mẫu câu này cùng với những cái ví dụ tương ứng của nó nhé. Còn đến đây thì video hướng dẫn học ngữ pháp N3, video số 19 của học tiếng Nhật Cosmos xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ học tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. Go seicho domo arigatou gozaimashita. Và để có thể nhận được nhiều bài giảng hay và thú vị từ học tiếng Nhật Cosmos, các bạn hãy đăng ký vào kênh YouTube của Học Tiếng Nhật Cosmos, nhấp vào nút đăng ký ở góc bên phải phía trên của màn hình. Với những thông tin chi tiết cụ thể về các khóa học thì các bạn hãy click vào đăng ký học tại đây để có thể tham gia trả lời, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm
liên quan đến học tiếng Nhật, các bạn hãy click vào Facebook và biểu tượng Facebook để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau trên fanpage của Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Kusecho domo arigatou gozaimashita.